anh em nhá. Mấy em mình sẽ giờ sẽ đi mua ít cái thanh đầu cần câu để về làm ít rượu carbon. Đầu ngọn của cần câu rồi. Bây giờ đi kiếm cái này về thử làm một con diều khoảng 1m6 xem mà có rượu lên được không các bạn. Độ thêm ít vai của nó đây này, quấn chỉ độ vai này cho nó chắc. Bây giờ sẽ đi ra cái khu này tìm thử xem có không. Ok nhá, giờ sẽ đi mua nhá. Đấy, vào shop cần câu để mua này anh em ơi. Đầu cần câu 6H. À đấy có đấy. Có. Đây đúng rồi. Đúng cái loại to. Chuẩn á? Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Chú còn cái này hả? Còn nữa. Cái này là 50.000 một cái. Vâng, nhưng mà còn. Chắc còn. Đây là phụ kiện câu cá. Tí thử em số tài khoản em chuyển khoản cho. Ừ. Đây. Ở đây đầy. Vấn đề nhân loại kia. Cháu lấy 4 cái, 3 cái. Cháu làm diều. Lấy để làm diều. Wow. Để bắt chè. Câu. Câu. Tự nhiên sờ đấy cái đầu cần bố cháu thế làm diều rồi. 3 cái đeo có rồi. Bé kia thì bé quá đấy. May quá còn một cái. Đăng ngược. Đúng không? Đúng rồi đấy. Chuẩn bài. Ba cái có giảm giá không chú? Tôi đi câu là tôi không đòi thách đâu. Ở đây bán đồ câu không đòi bán thách đâu. Ngon luôn đấy. Bán đồ câu mà chú biết đâu chúng mày làm diều hay không. Chú bán cho người ta câu đều bán như nhau hết. Vì cái đồ câu là chơi với nhau này. Chơi với nhau là phải bán khoảng thế là đây là 4 cái đây các bạn này. 4 thanh này. Mấy cái đâu. Cháu chỉ được 1 cái to nhưng mà vẫn dài. Đầu tư đấy. Được. Nó rơi vào khoảng 230.000. 230.000 một bộ khung. Nếu mà cộng thêm áo để lên cho anh em nữa là 320 nữa. Nó rơi vào tầm khoảng 900. What? 900 một bộ nhiều. Nhưng mà 1m6. Ôi cháu cảm ơn chú nhá. Ôi anh em đi về đây. Cái này là mua được 3 cái thanh kia. Đã chơi là phải chơi luôn đấy. Đã phải chơi cho nó mét nhẹ đấy. Rồi xuống hùng chứ. Ở đây thôi. Anh em thôi lại đi về trong hội quán thôi. Đây sớm mấy anh em mình sẽ cuốn thêm chỉ ở dưới này cho nó vừa cái bát. Đây, cái mỏ bé này mình dài. Đây, cuốn vào cho nó thêm chỉ cho nó vừa cái bát này nhá. Có gió này. Cần làm đi. Hơn. Làm đi cho cánh. Xong lên khung đã, phải lên khung ngon đã. Vớt đuôi không? Không. Đây này thôi gì? Bao giờ làm có đuôi thì làm sư. Ấy. Cắm thử xem nào. Cắm thử xem nào. Xem đã lên chưa? Cứ có cái thiếu là à. Em nhỏ keo nhiều hơn Tú. Tú nó nhỏ ít quá nên nó đâm ra nó hơi hụt. Nhỏ dày lên. Đấy. Uốn đi xem nào. Carbon rồi cho hẳn ra ngoài này, cho hẳn ra ngoài này. Carbon luôn nhá. Carbon mà cần câu cá. Lấy cái gì ra đây để cắm. Ủa đẹp luôn. Còn đẹp lắm. Đấy kia có cái đâu để em ấy không? Có cái gì không? Còn đều đẹp lắm. Cắm ra. Cắm ra đi. Đây. Tối về ngồi làm chốt. Tối về ngồi làm chốt lăn nữa này. Đút từ bên này tượt sang bên kia. Buộc đi, mỗi thằng buộc bên giữa, này. Đây, chỉ đây. Đặt giữa anh ơi. Bên kia. Qua đi. Được rồi đấy.
Cái này là khung này. Cần gì phải vót nữa anh đưa nhỉ? Cái này là khung này nó cũng là ok rồi đấy. Đuôi cá nhá. Cái này làm đuôi cá. Cần gì phải vót. Được. Carbon. Nhẹ lắm. Bao lên luôn đấy. Nhưng mà mỗi đội sợ gãy rồi. Gãy làm sao? Khi nào không thích ấy nữa. Ơ, để cho vót nhỉ. Gãy rồi. Em nhỏ keo hết mấy cái. Gãy không? Có người gãy không? Đấy. Trời ơi khung. Nhẹ phèo. Khung này mấy cả? Không nhẹ, lắm. Nhẹ lắm. Nhẹ lắm. Mét 6 nhá. Khung mét 6. Đuôi cá thì về chế thêm. Được. Chế thêm, chế thêm mà được rồi. Thế này là ok rồi. À, mai sẽ làm nốt quả đuôi rồi xong là sẽ đặt áo về để Nam ấy luôn. Ok các bạn. Chứ như thế này là khả năng cao là lên đấy. Ừ, được rồi đấy. Thôi, thế này được rồi, gỡ ra đi. Mai xử lý lốt. Xong rồi. Cũng các bọn. Yeah. Tối nay có khi em mua vải như thế này. Ok. Tối chú đi chơi à? Thôi, video này tạm dừng với anh em nhá. Hẹn video sau hoàn thành con diều này rồi test thử xem. Ok. Ngồi đấy. Làm chốt bát á. Rất nhẹ luôn.